Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của Ngọc. Thì hôm nay là chủ nhật, mọi người có đi đâu chơi không nè? Còn riêng vợ chồng nhà Ngọc thì đi loanh quanh để thư giãn thôi và mua một số đồ linh tinh. Hiện tại thì đang ghé qua tiệm điện thoại để mà dán lại màn hình điện thoại của mình. Và tiệm điện thoại ở Singapore thì cũng giống y chang như là ở Việt Nam mình nhé các bạn. Cũng có bán các loại điện thoại mới hoặc là cũ đã qua sử dụng. Rồi bán sim điện thoại gói cước 4 hoặc 5G. Và miếng dán điện thoại của mình đang dán là có giá 12 đô, tầm khoảng 200 ngàn tiền Việt Nam nha mọi người. Tuy nhiên thì ở đây là khu vực xa trung tâm cho nên là có giá như vậy. Còn nếu như bạn dán trong trung tâm thì có thể là hơn khoảng 15 hoặc là 16 đô. Lúc trước thì nhà Ngọc ở đây, nhưng bây giờ đã chuyển vào trung tâm ở rồi. Cho nên lâu lâu á, 1-2 tuần thì vẫn trở về đây để mua ít đồ. Vì đồ đạc thì có giá cả rẻ hơn so với trung tâm. Trung tâm thì cũng có siêu thị, shopping mall và chợ. Nhưng mà thật ra thì không có vui bằng những cái chợ mà xa khu vực trung tâm đâu mọi người. Chợ ở đây các bạn đi với các bạn có cảm giác là như là đi chợ Việt Nam vậy đó. Ở khu vực chợ này thì mọi người nói tiếng Hoa nhiều hơn là tiếng Anh. Tuy nhiên nếu như bạn không biết tiếng Hoa thì bạn cũng có thể nói tiếng Anh với họ. Bên cạnh đó thì tiệm điện thoại ở đây cũng bán các loại ốp lưng cho điện thoại, rồi phụ kiện như là dây sạc hoặc là tai nghe hoặc là pin nha mọi người. Sau khi dán màn hình điện thoại xong thì mình ghé qua mua vài đôi dép để mang trong nhà. Không nhất thiết là mọi người phải mua đồ đắt tiền thì mới xài được. Và mình thấy là có một số món đồ mình mua ở chợ thì vẫn xài khá là bền. Những đôi dép ở đây thì đồng giá là 5 đô chính, là tầm khoảng 100 ngàn. Và trước đây thì mình đã mua ở đây rồi. Và một đôi dép nếu mà mang trong nhà thì rất là bền, cỡ khoảng 2-3 năm mà chưa đứt luôn nha mọi người. Tiệm tạp hóa này có tên là CK ở khu vực Yishun. Tiệm này mình thấy là giá cả rẻ hơn nhiều so với một số cửa hàng trong trung tâm. Nhưng mà các bạn yên tâm nha, những món đồ ở đây đều là chính hãng. Do là không phải ở khu vực trung tâm cho nên là tiền mặt bằng thì cũng thấp hơn. Do đó giá sản phẩm thì cũng sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Ở đây thì họ bán rất là nhiều loại, từ quần áo, giày dép đến những vật dụng xài trong nhà. Mình đang đi dưới những khu nhà HDB của người dân. Ở phía dưới thì mọi người để buôn bán, còn ở trên lầu thì để ở. Và có một số nhà thì họ không buôn bán mà họ sẽ cho thuê lên mặt bằng. Trong khu vực chợ này rất là đông đúc luôn mọi người, rất là vui từ sáng sớm cho đến tối. Một năm gần đây thì dịch bệnh Covid xảy ra cho nên là mọi người đóng cửa rất là sớm và không được tụ tập. Thời điểm hiện tại thì mình được tụ tập ngồi ăn uống với nhau chỉ được dưới 8 người thôi. Nếu mà trên 8 người thì mình sẽ bị phạt. Luật pháp ở Singapore thì rất là nghiêm. Đã có một số trường hợp không tuân thủ luật pháp đã tụ tập quá số người quy định và đã bị phạt, sau đó bị cắt thẻ lao động cho trở về nước. Và tất cả mọi người phải mang khẩu trang trừ khi là đang ăn hoặc uống. Mỗi khi mà đi chợ ở đây thì mình rất là nhớ Việt Nam. Bởi vì khu chợ này sầm uất và y chang như chợ quê của Việt Nam mình vậy đó mọi người. Bán đầy đủ tất cả các loại quần áo, giày dép, đồ dùng trong nhà, bánh, kẹo, trái cây. Hãy
chức à? Không tập, ok, good. Cuối cùng thì Ngọc đã mua được cho bản thân và chồng mỗi người một đôi dép ưng ý với giá là 140.000 tiền Việt Nam. Trước khi về nhà thì ghé qua quán uống một ly trà chanh giải khát. Đây cũng là một trong những món thần thánh quen thuộc của người dân địa phương, có giá là 1.50 đồng, tầm khoảng 26.000 tiền Việt Nam. Ly này thì có vị chua chua ngọt ngọt, uống rồi đã luôn. Và các bạn đi bất kỳ quán nào ở Singapore thì cũng đều có bán loại này nha. Nhân tiện đây thì Ngọc cũng quay cho mọi người cùng xem những chú robot dễ thương này nha. Nhiệm vụ của những chú robot này là nhận lại những cái khay, chén, dĩa dơ mà sau khi các bạn đã ăn xong, các bạn cứ để vào trong này. Những chú robot này được set up là chạy theo một đường thẳng. Rồi sau khi hết đường thì chú robot sẽ xoay một vòng và quay lại cái đường cũ. Rất là thông minh. Sau khi có những chú robot này ra đời thì mình thấy là giúp ích được cho rất là nhiều. Trong việc là không cần phải thuê quá nhiều nhân viên lau dọn, cũng như là tiết kiệm được một khoản chi phí trả lương cho nhân viên lau dọn. Chú robot này cao hơn Ngọc luôn đó mọi người. Giờ thì đang đứng kế bên nó cho mọi người xem cận cảnh nè. Có hai con mắt rất là dễ thương, chớp chớp nữa. Vài tháng trước thì Singapore cũng mới cho ra mắt một loại robot mà có thể đi giao đồ ăn cho mọi người. Thì hôm nào có dịp thì mình sẽ quay chú robot đó cho mọi người cùng xem. Rất cảm ơn mọi người đã xem video của Ngọc ngày hôm nay. Chúc mọi người ngày Chủ nhật vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh của Ngọc để đừng bỏ lỡ những video mới. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye!